Hello tất cả các bạn đã đến với channel mới của Âu nha. Thì nói chung là cái channel này á, thì Âu sẽ dự định là làm hoàn toàn về ẩm thực luôn mấy bạn ạ. Thì cũng mong mấy bạn đã và đang sẽ tiếp tục ủng hộ cho Âu. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ làm món bắp non chiên giòn. Mấy bạn biết sao không? Mấy bạn biết sao mà Âu chuyển kênh không? Tại vì cái channel cũ á, thì Âu làm rất nhiều nội dung. Mà YouTube có một đạo luật á, là khi bạn làm tất cả các nội dung, nhiều nội dung trên một channel á, thì nó sẽ ít được đề xuất lên cho mọi người cùng xem, cho nên sẽ ít lượt view. Cho nên thì Âu quyết định là làm một cái kênh là Hải Âu Vlog này. Thì Âu sẽ làm hoàn toàn về đời sống, về các món ăn để cho tất cả các bạn xem. Thì cũng mong tất cả các bạn mới xem và tất cả các bạn đã và đang đi cùng Âu trên hành trình cũ, hãy đăng ký kênh mới giùm Âu nha. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Thì không nói nhiều nữa, thì Âu đã chuẩn bị rồi. Hôm nay là chúng ta sẽ làm về món ăn bắp non chiên giòn. Đầu tiên thì Âu phải đốt lửa lên mấy bạn ơi. Thì Âu đã chuẩn bị cồn rồi đây. Mỗi cục cồn về cháy được 45 phút. Thì Âu đã chuẩn bị 2 cục, không biết có đủ không đây. Đấy. Ồ, nó dính vô tay của Âu rồi, phải chạy đi rửa tay thôi. Đốt lửa lên cái nào. Ấy làm xong là phải dọn lại, phải bảo vệ môi trường. Trời ơi, hết hồn, cháy dữ má. Không, trong kênh channel mới này tôi sẽ cố gắng nghiêm túc mà không có bựa nữa. Sẽ cố gắng nghiêm túc để làm hoàn thiện về món ăn không có bựa nữa. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đợi cho cái chảo nó sôi và nó chín nha mấy bạn. Sạch dầu ăn nó sẽ sôi lên. Dầu bắt đầu sôi rồi mọi người ơi. Đấy, là bắp non Âu để vô rồi nha. Tiếp tục để vô để trộn bột. Ông mới chạy đi rửa tay lúc nãy luôn, tại vì tay lúc nãy Âu khui cồn á, cái nó bị dính cái nước gì của cồn á. Âu đã bỏ hành lá rồi, hành tây rồi, cả tiêu vào đây nữa, cả muối nữa. Đây. Rồi bây giờ Âu để vô thử nha mấy bạn. Ôi nó nhiễu nhão quá. Ông sẽ tiếp tục để vô nha mọi người. Đây. Thời luôn, đây là lần đầu tiên tôi làm cái món này luôn á. Không biết nó sẽ như nào nữa. Rồi nó hơi bị nhiễu nhão luôn, các bạn thông cảm nha. Tôi ít khi vào bếp lắm. Rồi có mấy phần hành lá nè, hành tây nè, mình sẽ để lên. Rồi mấy bạn ơi, thì nó dần dần vàng lên rồi nữa. Mà Âu không biết, nó có mùi thơm nữa mọi người, nó thơm cực kỳ thơm luôn á. Mùi thơm của hành tây á, tại vì Âu có bỏ hành tây vô á. Nhưng mà không biết khi nào nó mới chín đây. Hình như là nó chỉ vàng, nó vàng trái bắp chứ nó không vàng bột mấy bạn ơi. Tại vì bột này hình như Âu sử dụng sai bột rồi, người ta sử dụng bột chiên giòn, còn tôi sử dụng bột gạo. Cho nên nó không có vàng bột mấy bạn ơi. Nhưng mà không biết nó chín chưa nữa. Nhớ ủng hộ Âu bằng cách like và share nha mấy bạn. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều. Đấy mọi người ơi, mấy bạn có thấy là nó vàng không? Đấy, nó vàng rồi mà Âu thấy hình như là nó vàng trái bắp mà nó không có vàng bột mấy bạn ơi. Âu sẽ để thêm một xíu nữa.
ảo sò trái này bị khét quá, nó hơi đen đen rồi nè các bạn thấy. Lần đầu tiên Âu làm cái món này luôn á. Cái này thì bột nó không đều nè các bạn, trái này bột nó không đều. Đây nhìn rất là hấp dẫn. Bây giờ là tới quá trình lấy ra nha mọi người. Đấy, Âu sẽ lấy ra. Có vẻ là nó chín rồi đó, nó vàng khè rồi. Thì Âu sẽ lấy gấp qua dĩa nha. Âu định làm lá chuối, Âu định làm lá chuối cho nó mộc mạc, nhưng mà thôi, Âu nghĩ là Âu nên làm để ra dĩa. Đấy, để ra dĩa rồi để cho nó nguội thì sẽ xơi được. Đấy. Thật sự thì trong vòng mấy năm qua thì Âu làm YouTube có một mình thôi. Một mình tự biên, tự diễn, tự nghĩ ra chủ đề rồi tự làm. Nhưng mà cũng có một số bạn xem ủng hộ Âu thì Âu rất là vui. Siêu vui luôn. Đấy. Rồi ok. Đây là đợt 1 của mình mấy bạn ơi. Thì đợt 2 cũng sắp xong rồi, mình cũng sắp vớt nó ra luôn rồi nha mấy bạn. Đấy, thì mà mình sẽ thưởng thức thử cho mấy bạn xem nha. Xem nó có mùi vị như thế nào. Hello mấy bạn, thì mình sẽ review cái món này cho mấy bạn xem nha. Ok, bây giờ mình ăn thử đây. Nó ngọt, nó gọi là ngọt liệm luôn mấy bạn. Nó ngọt mà nữa. Nó kiểu như mà nó không có ngọt mà mấy bạn ăn vô nó ngọt liền. Thì nó ngọt liệm, nó ngọt nhẹ nhẹ từ từ nữa. Rất là đã luôn. Trong bột mấy bạn, lúc đầu trong bột mình có để muối cho nên nó hơi mặn mặn. Có vị mặn mà có vừa có vị ngọt. Vị mặn của bột mà vị ngọt của trong bắp. Các bạn ăn từ bên ngoài á, bạn ăn từ bên ngoài á, phần bột á thì mấy bạn sẽ bị mặn. Nhưng mà ăn sâu vô một xíu nữa thì phần bắp á, nè, phần bắp là cái phần màu vàng vàng bên trong đó mấy bạn, thì nó ngọt mà nó ngọt liệm rất là đã mấy bạn ơi. Có vị béo béo nữa. Ngon thật sự luôn mọi người. Món này được. Lần đầu tiên mà Âu bước chân vô bếp làm ra được một cái món ăn, chứ đó giờ chỉ biết chiên trứng không. Được, món này được á. Rất chi là ngon luôn. Nè mời mấy bạn nha. Nó có vị béo béo đó mấy bạn. Các bạn nhìn thấy bột bên ngoài không? Bột là cái thành phần để làm cho nó giòn. Đấy, ngon lắm luôn đó mọi người. Hình như là lúc đầu là mình để tiêu ít quá so với cái lượng bắp này, cho nên nó không có cay nhiều mấy bạn. Chỉ có cái trái bắp nào bị thấm thì nó mới cay thôi. Giống như trái này cay nè, mà trái nãy không có cay. Bạn thì nói chung là dưới bắp mình rất là ngon luôn mọi người. Đấy. Lần đầu tiên được một cái món ăn như vậy. Thì nói chung đây là cái kênh mới của mình thì sẽ chuyên làm về ẩm thực, sẽ chuyên làm về nấu ăn thôi, cho nên mấy bạn nhớ đăng ký cho mình và nhớ chia sẻ cho mình nha. Các bạn thấy không? Dạ. Mình chiên đợt 2 thì lúc đầu mình định chiên đợt 1 thôi, nhưng mà thấy còn bắp chứ dầu nhiều cho nên mình chiên luôn đợt 2 và nó ra được một đống như vậy. Ăn nó rất là béo luôn mọi người. Thì mấy bạn nhớ các bạn nhớ nhấn like và subscribe. Bạn nào thấy cái video này thú vị hoặc là yêu cầu mình làm video gì
nó ăn gì về tiếp theo trên cái kênh này á, thì mấy bạn nhớ comment phía dưới nha, để mình biết mình có thể làm video tiếp theo cho mấy bạn xem. Thì mình cũng định làm cái nấu ăn về kênh cũ, nhưng mà mình thấy cái kênh cũ của mình, mình làm video quá nhiều nội dung quá, thì định nói là virus YouTube sẽ không có đề xuất đâu. Nhưng mà một vài bữa nữa là mình đi học rồi, nhưng mà nghe nói lại có dịch trở lại rồi, không phải có vịt nha, mà là có dịch trở lại rồi. Mình đang đợi nhà trường thông báo lật kèo phút 90 để xem có được nghỉ để ở nhà làm vlog cho mấy bạn xem được nữa hay không. Mình đoán là không đâu, nghỉ quá đâu rồi. Kỳ nghỉ Tết mà dài nhất của mình trong tất cả các kỳ nghỉ Tết. Chừng vài chục năm sau kêu cháu chắc lại kể cho nó nghe về cái một kỳ nghỉ Tết huyền thoại. Ngon quá không? Nhưng mà nghỉ lâu quá thì cũng sợ mất kiến thức, tại vì năm nay là năm mình thi cuối cấp nữa. Nhưng mà không sao, cuộc đời mà, ai cho thì mình nghỉ thôi, chứ mình không phải tự nghỉ đâu, đúng không? Ngon lắm luôn các bạn. Thầy cũng mong mấy bạn thật sự cái kênh của mình, từ cái thời mà lập cái kênh đầu tiên á, mấy bạn biết tới mình nhiều á, là mình làm cái clip con mèo hút chị Nanny ra. Mấy bạn mà mới xem mình thì chưa biết nhiều về mình đâu, nhưng mà chắc chắn là mấy bạn xem mình từ cái kênh cũ á thì sẽ biết tất tần tật về mình rồi. Còn cái con chó nó làm ồn quá, tao giả cày mày bây giờ. Thầy cũng làm ồn quá, các bạn nhìn đó kìa. Ngon quá mọi người. Thì ấy, còn như đây thì mình nghĩ là mình không ăn hết đâu, thì mình chỉ chế biến nó rồi mình thưởng thức nó, để thưởng thức cái mùi vị của nó như thế nào cho các bạn biết thôi. Nó vẫn ngon. Ok, thì có lẽ clip này đã dài rồi, mình xin kết thúc clip ở đây. Tạm biệt tất cả các bạn nha. Ok, đây là, và mình xin nhắc lại, đây là cái kênh mình làm về, toàn làm về món ăn và làm về đời sống, không có làm về clip vui hoặc là clip hài hoặc là livestream ram giống cái kênh cũ của mình nữa. Thì nói chung là nghiêm túc làm YouTube thật sự, bắt đầu từ cái kênh này mình nghiêm túc thật sự. Thì cũng mong mấy bạn là hơi nắng đúng không, hơi nắng và hơi đen, tôi hơi đen đúng không, đen sẵn rồi, cho nên cũng mong mấy bạn là hãy like, subscribe và cho ông xin một chia sẻ thôi, chỉ duy nhất một chia sẻ lên Facebook thôi, không mất quá 5 giây của mọi người đâu. Nhưng mà thật sự thì cảm ơn mấy bạn rất rất là nhiều đã theo Âu, đã đi theo Âu nhiều kênh như vậy. Và cũng chào mừng tất cả các bạn mới xem kênh của Âu đã đến với đại gia đình của Âu. Ok, yêu mấy bạn nhiều lắm. Cảm ơn tất cả các bạn.